Xin giới thiệu anh em, trên bàn mình đây là chiếc màn hình DVD Android dành cho chiếc Altis từ đời 2014 đến 2016. Và đây là một chiếc xe được xem là rất là bền hiện nay, chiếc Altis. Và đặc biệt ở cái màn Altis này ấy, thì với trước năm 2018, tất cả những dòng xe đều được trang bị với màn hình Android, màn hình thường. Tuy nhiên đến 2019 thì chúng ta đều được sử dụng chiếc màn hình Android. Và ở đây riêng Altis các bác sẽ sử dụng được cái màn 10 inch cường lực rất là đẳng cấp, mà khi mà lắp vào cực kỳ đẹp luôn. Và một cái nữa, đây là thương hiệu OLED chính hãng, được bảo hành tận 18 tháng, được đổi mới trong vòng 10 ngày nếu mà sử dụng mà không thích, hay là được đổi mới trong 1 năm. Rất là nhiều cái ưu đãi ở trên này. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu vào bên trong. Chúng ta sẽ có rất là nhiều cái ứng dụng ở trong này. Ví dụ như chúng ta cắm USB vào, nếu như chúng ta không có mạng thì cắm USB vào chúng ta nghe nhạc này, chúng ta xem video này, và hoàn toàn không cần mạng. Tuy nhiên khi mà có mạng ấy, các bác có thể vào CH Play để tải những ứng dụng. Ví dụ như ở đây là ứng dụng YouTube, chúng ta bấm vào YouTube để chúng ta xem nhạc 100% và chúng ta không cần phải mua USB bên ngoài, hay chúng ta phải tải những USB rất là nhặt, mà chúng ta chỉ cần phát từ điện thoại qua, hoặc là chúng ta cắm một cái sim ở đây luôn. Sim bây giờ rất là rẻ. Và khi mà lắp cái màn lên xe thì tất cả góc cạnh đều rất là sát 100%. Và đặc biệt dây rắc cắm zin 100% dành cho chiếc Altis phiên bản là đời 2014-2016. Ở đây cái mặt dưỡng này thì mặt dưỡng bóng, nó zin như nguyên bản, nên là khi mà lắp vào nó không bị thay đổi gì quá nhiều. Đặc biệt với cái thương hiệu Android OLED này thì khi mà chúng ta lắp nha, chúng ta dùng khoảng vài ba năm mà chúng ta đổi xe, nó sẽ không mất đi cái giá trị của chiếc màn hình. Và khi đấy thì mình nghĩ cái công nghệ nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Như màn hình Android hiện tại là cấu hình là RAM 2GB, ROM 32GB. Cũng đã có một số sản phẩm cao cấp hơn như OLED Pro RAM 4GB, ROM 64GB, nhưng tuy nhiên là giá nó còn khá cao. Mình sẽ dùng cái sản phẩm này trong vòng khoảng 3 năm đến 5 năm, và chúng ta khi đấy chúng ta sẽ đổi xe và giá trị nó sẽ không bị mất đi, hay là khi mà chúng ta đổi xe nó không bị mất đi giá trị. Ngoài ra ở trong này thì nó không khác gì một chiếc điện thoại nữa, cũng có nghe gọi, cũng có ra lệnh giọng nói, rất là nhiều thứ. Chúng tôi có cái video ở đằng bên dưới để anh em xem kỹ thêm về những cái sản phẩm Android này. Và khi mà ở đây thì nó sẽ tích hợp cái tính năng zin ở trong xe, như là có thể chúng ta sẽ dùng được cái nút khiển vô lăng này, chúng ta dùng được camera lùi này, chúng ta dùng được cái camera hành trình này, chúng ta dùng được absolute lock, rất là nhiều cái ứng dụng được mở ở trong CH Play này. Cảm ơn anh em, nếu anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ cho Trung Ô Tu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.